lối sống dài đáng mơ ước của người Amish. Sinh sống giữa lòng nước Mỹ hiện đại, nhưng những người Amish lại từ chối sử dụng mọi tiện nghi của nhân loại, trung thành với truyền thống từ cách đây 300 năm. Nhiều người cho rằng người Amish đã lựa chọn lối sống sai lầm, tuy nhiên thực tế không phải vậy. Hiện nay có khoảng hơn 250.000 người Amish sống rải rác trên 28 bang của Mỹ, tập trung nhiều nhất ở 3 bang Ohio, Pennsylvania, Indiana và Ontario của Canada. Lịch sử của người Amish bắt đầu với một cuộc ly giáo trong một cộng đồng Anabaptist ở Thụy Sĩ và Elsass vào năm 1693 do Jacob Armand dẫn dắt. Những người theo Armand được gọi là người Amish. Trong khi chúng ta điên cuồng làm việc vì cơm áo gạo tiền, bào mòn trí óc vì sự phát triển công nghệ, những người dân Amish lại hưởng thụ cuộc đời bình an, gần gũi thiên nhiên và đề cao tình thương giữa con người. Chúng ta không thể ngừng sử dụng các tiện nghi, ô tô, tivi hay điện thoại trong một ngày, nhưng người Amish thì có thể. Họ duy trì cuộc sống giản đơn, không nhận các khoản trợ cấp của chính phủ, không sử dụng các tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Họ không lắp điện thoại trong nhà, không dùng điện thoại di động. Một số nơi cho phép sử dụng điện thoại bàn, thường vài nhà sẽ dùng chung một chiếc và để chúng ở một kho ngoài nhà. Đối với người Amish, gia đình là một đơn vị xã hội quan trọng nhất. Gia đình có 7 đến 10 người con là chuyện rất thường. Cha mẹ con cái cùng chung sức lo chuyện nhà cửa và kiếm sống. Trong một gia đình người Amish, đàn ông con trai thường làm việc đồng áng, còn đàn bà con gái thì nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cùng những chuyện tề gia, nội trợ khác. Theo truyền thống, người cha được coi là trưởng gia đình. Người Amish chỉ kết hôn với người Amish, không có chuyện kết hôn với người thuộc thành phần khác. Họ không được phép ly dị và các trường hợp ly thân rất hiếm khi xảy ra. Người Amish duy trì chế độ tự cung tự cấp và ít phụ thuộc vào công nghệ hiện đại. Các gia đình sống ở đây đều làm nghề chăn nuôi và trồng trọt, tự tạo ra lương thực cho mình chứ không mua đồ đóng gói. Người Amish làm việc để đất đai trở nên tốt hơn và không làm tổn hại tới chúng. Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng và hòa mình với thiên nhiên. Trong cộng đồng người Amish, người lớn và trẻ nhỏ thường làm việc chung với nhau, mỗi người góp một tay. Họ mở những sạp bán hàng, nơi khách có thể đến mua rau quả. Họ nuôi gà lấy trứng bán, một số có trại nuôi bò sữa để lấy sữa và làm những sản phẩm từ sữa. Bà Kathy Ingraham, một cư dân sống trong quận Seneca tại miền Bắc bang New York, nơi có một cộng đồng người Amish, chia sẻ về người Amish rằng trẻ em rất dễ thương, ngoan ngoãn, họ có một cộng đồng lớn, thường làm việc chung với nhau, họ trồng trọt, có những sạp bán hàng, nơi khách có thể đến mua rau quả. Họ nuôi gà lấy trứng bán, một số có trại nuôi bò sữa để lấy sữa và làm những phó sản của sữa. Một số thì làm nghề đóng gói đồ đạc hay làm nghề xây cất hoặc sửa chữa nhà cửa. Họ cày cấy bằng ngựa. Tôi đã chứng kiến một cái cày của họ được 6 con ngựa mang đi trên đường. Ngựa của họ to khỏe và rất đẹp. Ngoài những rau quả, họ còn nướng các loại bánh đem bán nữa. Họ có một loại bánh nướng đặc biệt gọi là souffle. Họ còn may bằng tay rất nhiều những tấm phủ giường thật đẹp. Và đấy là những cách kiếm sống của họ, ít nhất là trong vùng mà chúng tôi ở. Con người ở đây vô cùng khiêm tốn, hòa đồng. Họ cực lực phản đối bất cứ hình thức bạo lực nào, đồng thời tránh tham gia chiến tranh quân đội. Họ cũng tránh dính líu đến pháp luật, muốn tha thứ nhiều hơn là trừng phạt. Đối với người Amish thì trang phục, cách ăn mặc có tính biểu trưng cho niềm tin tôn giáo, sự biết ơn đối với Chúa. Phần lớn quần áo của người Amish do phụ nữ làm theo phong cách đơn giản, thanh nhã, giống như đồng phục chung. Nam giới đội mũ rộng vành màu đen hoặc kết từ rơm với quần màu tối và áo sơ mi. Nữ giới vấn tóc, mặc váy dài đơn sắc đeo thêm tạp dề và mũ bonnet. Họ không hề muốn thể hiện sự cá tính hay hơn người. Họ muốn duy trì sự khiêm nhường, hòa đồng và công bằng.
phụ nữ Amish cũng không bao giờ trang điểm hay đeo bất cứ đồ trang sức nào. Một trong những điều khiến người Amish khác biệt là các nguyên tắc và lối sống được truyền từ đời này sang đời khác để tránh khỏi sự cám dỗ do thế giới bên ngoài đem lại. Họ tin vào sự thông thái của tổ tiên chứ không tin vào công nghệ. Trong cuộc sống của người Amish không tồn tại từ stress. Các chuyên gia y tế cho biết gần như không có người bị bệnh ung thư trong cộng đồng người Amish và họ được xem là dân tộc có sức khỏe tốt nhất nước Mỹ. Người dân Amish là những người hết sức tử tế, sống cuộc sống tự do tự trọng, giữ gìn danh dự và là những người hàng xóm tuyệt vời. Tưởng chừng công nghệ và tư tưởng phóng túng hiện đại giúp chúng ta hạnh phúc hơn, thỏa mãn hơn, tuy nhiên sự thật không phải vậy. Có lẽ cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc khi hòa hợp với thiên nhiên và duy trì những giá trị truyền thống của người Amish mới là điều mà nhân loại chúng ta đang cần.